Đây là rau cấy mô bạch tuyết nha các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Mình mới vừa mua thêm 20 cây rau cấy mô bạch tuyết nha các bạn. Đây các bạn, mình mới vừa chạy ra bưu điện nhận xong. Mình thì có rất là nhiều rau rồi, như rau nhặt lùng này, nhặt cao, rau hàng, rau niêu. Các bạn xem video thì các bạn cũng thấy rất là nhiều, nhưng mà mình muốn nhập thêm rau bạch tuyết thử nha các bạn. Đây các bạn, rồi bắt đầu chúng ta khui hột nha. Đây các bạn, gói rất là kỹ luôn các bạn. Rau thì của chị này nha các bạn. Đó. Thì trước thì mình cũng đã mua một lần các bạn. Giờ nếu bạn xem video của mình, các bạn sẽ thấy rau nhặt lùng nha các bạn. Bây giờ thì tiếp mình mua rau bạch tuyết nha các bạn. Chị này ở Bến Tre nha. Gói rất là kỹ luôn nha các bạn. Đây các bạn. Chúng có một hai cây là bị hơi bị một hai lá héo nha các bạn. Cơ bản thì rất là tốt. Đây các bạn. Chúng thì một hai cây vô đây thì hơi bị héo một cái lá nha bạn. Chung cơ bản vận chuyển xa giờ là rất là tốt rồi. Đây các bạn, cây thì cũng được 4-5 lá rồi nha các bạn. Rễ về rễ thì cơ bản cũng trắng này, này thì trồng tốt rồi các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.